Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của quý vị và các bạn mỗi buổi tối hàng ngày. Hãy nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị. Trong buổi đọc sách hôm nay, chúng ta sẽ nghe một tiểu thuyết mới có tên gọi là Sống Chung Sau Ly Hôn. Chương 1. Gặp lại người xưa. Nam Thành là một thành phố cổ bình lặng với những con đường thẳng tắp, sạch sẽ. Bầu trời sáng trong, cao vời vợi. Những cây ngân hạnh cao lớn tô điểm cho thành phố thêm vạn phần xinh đẹp. Tô Giao nhận được thông báo phỏng vấn của công ty Nam Thành. Vội vội vàng vàng đưa theo cô con gái nhỏ vượt chặng đường xa tới nơi này. Tháng 12, Nam Thành đã sang đông. Mặt trời vẫn rọi chiếu những tia nắng gay gắt trên cao, nhưng tiết trời đã lạnh cóng, khô hanh, và cái lạnh giống như là hình và bóng đan vào nhau. Nhiệt độ xuống thấp, cách bộ hành trên đường thưa thớt, tất cả đều co ro trong cái rét. Cúi đầu thật sâu, vội vã bước đi, thành phố tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và hoang vắng. Nơi cổng ra của bến xe, Tô Giao vừa nhìn đã nhận ra dáng người đàn ông cao lớn trong đám đông. Anh đứng đó, khoác chiếc áo khoác màu tối, gương mặt tươi cười. Tô Giao đặt hành lý trên tay xuống, mỉm cười với anh từ xa. Bất kể lúc nào gặp anh, cũng khiến cho người khác cảm thấy ấm áp và an tâm. Cô con gái nhỏ, Tô Thư, tụt xuống khỏi người mẹ, cất tiếng gọi, rồi chạy về phía người đàn ông đó. Cố Nguyên cúi xuống. Dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Tô Thư, nhấc bổng cô bé lên xoay tròn, khiến cho cô con gái bé bỏng không ngớt những tiếng cười giòn tan. Em mệt lắm không? Cố Nguyên khẽ cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ xuống, nhìn Tô Giao đang tiến lại gần một cách âu yếm. Tô Giao lắc nhẹ đầu. Em đi từ nhà đến đây mất 4 tiếng thôi, không thấy mệt. Cố Nguyên một tay bế con gái, một tay đón lấy hành lý từ tay Tô Giao, dẫn cô đi về phía nhà để xe. Anh đã thu dọn phòng rồi. Trong phòng của con, anh đặt một chiếc giường lớn để em và Tô Thư ngủ. Cố Nguyên nhìn Tô Giao. Bố mẹ có khỏe không? Rất khỏe ạ. Tô Giao tươi cười. Em có thể tới Nam Thành thì bố mẹ là người mừng nhất. Sau khi anh tới Nam Thành, bố mẹ cứ luôn thăm dò em. Tại sao không tới Nam Thành cùng anh? Cố Nguyên tới bên cạnh xe, cho hành lý vào ghế sau. Bé Tô Thư đặt vào bên trong, rồi quay người lại, khẽ vuốt tóc Tô Giao. Thế em trả lời ra sao? Tô Giao làm động tác như là kéo khóa miệng. Cố Nguyên khẽ cười. Ánh mặt trời dường như chiếu sâu vào đáy mắt anh. Một khoảng trời màu vàng ấm áp. Tô Giao đón nhận những ánh nhìn ấy, chợt thấy bối rối, quay người mở xe, ngồi cạnh Tô Thư. Tô Giao rút điện thoại. Em gọi điện về nhà, nói là đã tới nơi rồi. Cố Nguyên ngồi trên xe, lướt nhìn người phụ nữ sau lưng qua kính chiếu hậu, rồi bắt đầu nổ máy. Ngôi nhà của Cố Nguyên tọa lạc tại khu phố cổ của thành phố Nam Thành, bao quanh bởi những bóng cây thông cao lớn, đập vào mắt là một màu xanh thẫm ngút ngàn. Tô Giao bước xuống xe. Tô Thư như con chim sáo chạy ngay lên lầu. Tô Giao ngước mắt ngắm nhìn ngôi nhà. Trên bức tường trước mặt rủ đầy những cây trường xuân. Đầu đông cây trường xuân tuy đã chuyển sang úa vàng khô héo, nhưng những gì còn lại đủ để người ta hình dung ra một bức tường màu xanh trong mùa hạ. Đi nào. Cố Nguyên khóa xe, xách hành lý, tay khoác lên vai Tô Giao. Tô Giao nghiêng đầu nhìn anh cười. Hai người khoác tay nhau cùng bước lên lầu. Một căn hộ rộng hơn 100m², 3 phòng, 2 sảnh, 1 bếp, 2 nhà vệ sinh. Cố Nguyên đã sắp xếp bài trí đồ đạc trong phòng đơn giản đẹp mắt. Tô Thư vừa vào đã nhảy lên chiếc ghế sofa lớn ở trong phòng khách nhún nhảy, ra chiều thích thú. Tô Giao đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Cố Nguyên đặt hết đồ đạc xuống, thuận tay quẳng chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách, khoanh tay dựa vào tường. Rất đẹp. Cả bức tường của phòng khách treo toàn tác phẩm nhiếp ảnh trong nhiều năm của Cố Nguyên, giống như những bức họa trang trí nhà cửa. Ở chính giữa là một bức ảnh lớn chụp cảnh mặt trời lặn xuống đỉnh núi, đan xen với ánh nắng hắt chiếu vào nhà qua ô cửa sổ, khiến cho căn phòng toát lên một vẻ yên tĩnh êm ả đến khó tả. Đây là phòng của Tô Thư. Cố Nguyên đẩy cửa phòng. Đây là phòng hướng nam,
mùa đông cũng đủ ánh sáng mặt trời. Nhiều ánh sáng mặt trời có lợi cho sự phát triển xương của trẻ. Anh xoay người lại nhìn Tô Dao. Chiếc tủ áo trong căn phòng. Chiếc tủ này có thể đựng đủ đồ của con. Anh đã thu dọn một nửa bên tủ lớn trong phòng ngủ. Chút nữa em đặt đồ ở bên đấy nhé. Nếu bố mẹ có qua thăm cũng dễ ăn nói. Vâng, cảm ơn anh. Tô Dao do dự một chút rồi cảm ơn. Cố Nguyên cười cười khẽ nói. Dao Dao, em và anh còn cần phải xa lạ thế sao? Toàn là em đã làm phiền anh. Tô Dao ngập ngừng giây lát. Đợi em ổn định xong công việc, tìm được một căn hộ thích hợp, em sẽ cố gắng đưa Tô Thư chuyển đi sớm nhất có thể. Cố Nguyên nhìn cô, hai vai hơi trùng xuống, giọng khe khẽ, xa xăm. Để sau sẽ hay. Công ty mà Tô Dao ứng tuyển là công ty chi nhánh trực thuộc cơ quan nghiên cứu. Chức vị tuyển dụng là trợ lý hành chính. Trong thời gian này, để chuyển công việc khỏi Bình Thành, cô đã nộp không biết bao nhiêu đơn xin việc. Nhưng công ty hồi đáp lại càng lúc càng ít. Công ty này có thể coi là công ty tốt nhất trong những công ty gửi thông báo phỏng vấn tuyển dụng cô. Cô vô cùng coi trọng cơ hội này. Cô cần công việc, nhất là sau khi chuyển tới thành phố xa lạ này. Cô cần có một thu nhập ổn định để có thể nuôi bản thân và con gái. Tô Dao không khỏi cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Liếc nhìn qua cửa sổ hành lang. Các cô gái đến ứng tuyển đều còn rất trẻ. Cô là người lớn tuổi nhất. Chẳng mấy chốc mà sự hoạt bát, dũng cảm của những ngày mới ra trường ở cô đã biến mất. Giờ cô ngồi đây, bên cạnh những cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân. Số 39, Cố Tô Dao. Cánh cửa phòng cuối hành lang mở ra. Người gọi tên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao. Tô Dao lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy. Hít một hơi thật sâu. Khẽ tháo cặp kính nhỏ thanh lịch cất vào túi sách. Nhẹ nhàng chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay. Cầm theo sơ yếu lý lịch bước lại. Người gọi tên cô gật đầu chào. Mời vào. Tô Dao đẩy nhẹ cánh cửa phòng phỏng vấn. Cô chỉ có thể nhìn không gian phòng một cách khái quát. Sau khi đã tháo cặp kính ra. Đây chính là một cách làm giảm áp lực khi cô phải đối diện trực tiếp với người khác. Nếu không thấy rõ ánh nhìn dò xét hoặc là thái độ khiêu khích của đối phương, cảm xúc của cô sẽ được trấn tĩnh hơn. Không gian bên trong phòng vô cùng rộng rãi. Những người phỏng vấn ngồi thành một dãy đối diện. Cách họ không xa là một chiếc ghế, xem ra là ghế để cho cô ngồi ở đó. Tô Dao bước vào trong, lịch sự cúi chào, đưa sơ yếu lý lịch của mình cho người đàn ông đang ra hiệu về phía cô. Căn phòng im phăng phắc, Tô Dao nghe rõ tiếng bước chân của mình vang vọng lại, trong lòng trào dâng cảm giác lo lắng. Tô Dao đưa mắt nhìn lướt qua những người phía trên mình, có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Tô Dao đặt sơ yếu lý lịch xuống, rồi quay trở về. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, nhìn thẳng vào các vị giám khảo trước mặt và mỉm cười. Chào cô Cố, rất hoan nghênh cô Cố tới tham gia cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi. Tôi là Hàn Thị, giám khảo, phụ cho lần phỏng vấn này. Chào anh. Tô Dao khẽ mỉm cười. Cuộc phỏng vấn không khó lắm. Trước khi chuyển tới thành phố này, cô đã làm việc ở vị trí tương đương được vài năm. Có rất nhiều kinh nghiệm. Tâm trạng của cô dần dần được trấn tĩnh lại theo những câu hỏi của giám khảo Hàn. Cảm giác mỗi lúc một thêm tự tin. Xem ra Hàn Thụy rất lấy làm hài lòng đối với những câu trả lời và thể hiện của cô. Chính vào lúc Hàn Thụy hỏi câu hỏi cuối cùng, chuẩn bị cho Tô Dao về nhà chờ thông báo, thì người đàn ông ngồi bên cạnh Hàn Thụy giữ vẻ trầm mặc suốt từ đầu, đột nhiên đưa tay ra, giữ lại bản sơ yếu lý lịch trước mặt Hàn Thụy. Ra hiệu cô chờ một chút và bắt đầu cất giọng trầm trầm. Câu hỏi cuối cùng, cô Tô, tôi là người rất tò mò. Cố Tô là họ kép phải không? Âm thanh này khiến cho Tô Dao chấn động, cảm giác bất an trong lòng tự dưng trào dâng. Cô cố gắng ngước nhìn về phía người đàn ông đưa ra câu hỏi, nhưng chỉ có thể thấy mờ mờ đó là một người đàn ông cao lớn. Tô Dao khẽ run lên. Là ảo giác. Nếu là anh, sao anh lại có thể lạnh lùng bình tĩnh và lịch sự đưa ra câu hỏi chẳng chút vui vẻ nào với cô như thế? Anh sẽ phải nắm lấy mọi cơ hội để khiến cô khó chịu. Chỉ là giọng giống nhau thôi. Cô không cần phải căng thẳng như thế. Bầu không khí trong phòng vắng lặng. Tất cả mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của cô. Tô Dao không biết khoảnh khắc lặng đi mất kiểm soát của mình có để lại ấn tượng xấu đối với những vị giám khảo hay không. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và trả lời điềm tĩnh. Không, họ tôi là Tô. Sau theo họ chồng thêm vào là Cố. Tô Dao mỉm cười lịch sự.
cố nén lại sự hoài nghi đang dâng trào trong lòng. Theo họ chồng. Hứa Đông Dương chậm chậm thu tay lại, khẽ khép mắt lại, ngồi xuống. Ngay khi nhìn thấy Tô Dao bước vào căn phòng này, anh cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm. Các giám khảo ngồi bên cạnh đều lén nhìn Hứa Đông Dương ngồi ở chính giữa. Thần sắc và biểu cảm của anh khiến cho Hàn Thị ngồi bên cạnh không dám mở miệng, chờ đợi vị chủ khảo có câu hỏi nào khác hay không. Khoảnh khắc trầm mặc kỳ lạ này khiến cho Tô Dao càng thêm áp lực. Cô miễn cưỡng giữ vẻ mặt mỉm cười, đè nén cảm xúc và ý muốn lấy kính đeo lên để nhìn cho rõ. Cuối cùng Hứa Đông Dương lãnh đạo quay nhìn về phía Hàn Thị khẽ gật đầu, ra hiệu mình không còn câu hỏi nào nữa. Hàn Thị lén lau những giọt mồ hôi lạnh, mỉm cười với Tô Dao. Chúng tôi đã hỏi xong, mời cô về nhà chờ thông báo, chúng tôi sẽ phúc đáp trong vòng một tuần. Vâng, cảm ơn. Tô Dao đứng dậy, khẽ cúi chào lịch thiệp, cố gắng trấn tĩnh bản thân, xoay người bước ra cửa. Cho đến khi cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại sau lưng, cắt ngang ánh nhìn bám theo cô, áp lực bấy giờ mới được giải tỏa. Tô Dao khẽ run run, sờ tay, tìm kính để đeo lên mắt. Lén lại tiếng tim đang đập loạn nhịp. Thân người một lúc mới phát hiện ra mình đang cười với những tiếng cười chua chát. Làm sao có thể như vậy chứ? Cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu năm, tim mình đã kiên cố giống như một pháo đài. Vậy mà chỉ vừa nghe thấy một giọng nói rông rống thôi, cô đã cảm thấy sao mà khó thở quá đỗi. Tô Dao lắc lắc đầu, gạt bỏ những dòng suy nghĩ ở trong đầu. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi phỏng vấn dần dần dâng lên. Đi siêu thị, mua ít đồ thôi. Về nhà là một bữa tối thật ngon cho Tô Thư mới được. Tô Dao không biết, ngay từ lúc cô bước vào phòng phỏng vấn thì Hứa Đông Dương cứ nhíu mắt nhìn cô. Mỗi cử chỉ hành động của cô đều như đâm vào tim anh. Thật không ngờ, đã 6 năm rồi, vậy mà anh lại tình cờ gặp cô trong trường hợp này. Theo như sự hiểu biết của anh về cô tất nhiên sẽ tháo cặp kính của mình, nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo để giảm bớt áp lực. Nếu vừa rồi cô nhìn rõ anh trong số những vị giám khảo, không hiểu cô có thể tự trấn tĩnh được nữa không? Cố mang họ chồng, thật là một người phụ nữ truyền thống. Hứa Đông Dương khẽ nhếch khóe môi dưới cười lạnh. Trong đầu anh chợt hiện lên dáng vẻ kinh ngạc và thất thần của cô trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng anh. Cảm thấy mình không thể kiên nhẫn ngồi lại được nữa, anh bèn đứng dậy. Mọi người trong phòng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông chủ của mình. Hứa Đông Dương quét ánh nhìn qua những người xung quanh, điềm tĩnh bàn giao công việc. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi phải đi giải quyết một số việc. Hàn Thị gật đầu, ra hiệu công việc phỏng vấn sẽ do anh thay quyền đảm nhiệm. Hứa Đông Dương đẩy cửa bước nhanh ra ngoài phòng phỏng vấn. Hành lang bên ngoài đã mất hút từ lâu bóng hình người con gái đó. Hứa Đông Dương khẽ chau mày, dựa vào bên cửa sổ lớn nhìn xuống phía dưới. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh quảng trường dưới tòa nhà. Và rất nhanh, lại một lần nữa anh đuổi kịp bóng hình của Tô Dao. Xem ra sau khi hoàn tất phỏng vấn, cô đã hoàn toàn thoải mái, cởi bỏ chiếc áo vest ngắn khoác bên ngoài khi nãy, khoác hờ trên vai và đứng ở trước lối vào của tòa nhà nói chuyện điện thoại với ai đó. Nụ cười nhẹ nhàng nơi đuôi mắt, khóe miệng cô khiến trái tim Hứa Đông Dương thắt lại. Anh dướn thẳng người, nhìn cô đang đứng ở phía dưới. Nỗi đau giấu kín bao lâu nhói lên từ tận tâm can, cảm giác mạch máu như căng ra, cuối cùng tích tụ lại nơi trái tim. Hơi thở sâu dường như phá vỡ hồi ức trong anh. Hứa Đông Dương từ từ nắm chặt tay lại. 6 năm rồi, anh từ cảm giác đau nhói tê tái vẫn uất ban đầu trở nên lạnh lùng. Anh vốn cho rằng suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Thật không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Điềm tĩnh, tự tại, dường như chưa bao giờ quen biết anh, dễ dàng phá hủy sự băng giá suốt 6 năm qua ở trong anh. Việc đầu tiên mà Tô Dao làm sau khi phỏng vấn xong là gọi điện thoại cho Cố Nguyên. Hôm nay Cố Nguyên không đi làm, đưa con gái Tô Thư đi công viên Bách Thú. Cô nhóc ở đầu điện thoại bên kia cướp lấy điện thoại của bố, không ngớt kể cho mẹ nghe chuyện của mình. Cho khỉ ăn dưa nè, xem hà mã tắm nè, chụp ảnh với gấu trúc nè. Ý, còn nữa, ba còn mua kem cho con. Nghe Tô Thư huyên thuyên, ánh mắt của Tô Dao vô cùng dịu dàng. Tô Thư là máu mủ cốt nhục của Tô Dao. Cô nhóc này từ bé đã rất lanh lợi, thông minh, đáng yêu, ai ai cũng quý. Tô Thư nói muốn ăn thịt bò. Vào buổi tối, Tô Dao muốn đi siêu thị mua thịt bò loại thượng hạng cho cục cưng. Tô Dao không biết mỗi hành động cử chỉ của mình, mỗi lời nói nụ cười đều lọt vào mắt người đàn ông đứng không xa ở phía sau lưng mình. Hứa Đông Dương dừng xe, tựa người vào thành xe, cúi đầu châm một điếu thuốc. Nhìn Tô Dao, dập điện thoại và bước xuống xe buýt rồi đi vào siêu thị. Anh không vào theo.
Anh không vội vã xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này. Hứa Đông Dương nhẹ nhàng nhả khói thuốc theo hình vòng tròn, nhìn từng vòng khói dần tan ra giữa những ngón tay của mình. Đột nhiên khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, nơi khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Tô Dao, nếu cô biến mất thì nên biến mất mãi mãi. Lần này là cô tự tìm đến trước mặt tôi. Khi Tô Dao ra khỏi siêu thị thì người đàn ông đứng bên ngoài đã biến mất. Tô Dao không hay biết, cô vội vội vàng vàng về nhà. Khi đang lúi húi trong nhà bếp, Cố Nguyên và Tô Thư cũng đã về nhà. Con bé vừa vào nhà đã vứt hết giày dép chạy ngay vào nhà bếp, ôm lấy chân mẹ không buông, nằng nặc đòi mẹ bế. Tô Dao bế con gái lên thơm vào hai má hồng hồng. Đi chơi có vui không con? Vui ạ. Tô Thư nghiêng đầu nghịch ngợm cụ nhẹ vào đầu mẹ, rồi dựa vào một bên vai của Tô Dao, giọng nũng nịu, ba nói lần sau sẽ đưa con đi nữa. Được rồi, lần sau mẹ và ba cùng đưa con đi. Tô Dao lại tiếp tục thơm vào má của con, bế con đi vào nhà vệ sinh. Mẹ đưa con đi rửa tay. Mẹ làm thịt bò thật ngon cho Tô Thư ăn nhé. Tô Thư có thích không? Thích ạ. Tô Thư theo Tô Dao vào nhà vệ sinh. Cố Nguyên vừa bước vào cửa mỉm cười, đặt túi lớn trên vai xuống, quay vào bếp bày những món ăn đã nấu xong ra phòng ăn. Hôm nay phỏng vấn thế nào? Nói chung là tốt ạ. Cảm giác là giám khảo rất hài lòng với em. Tô Dao vừa đáp vừa lau tay. Tô Thư không chần chừ gì nữa, vội nhào về phía bàn ăn, nhanh nhẩu ngồi vào ghế với sự hỗ trợ của Cố Nguyên. Cầm ngay bánh hamburger thịt bò, Cố Nguyên nhìn Tô Dao cười cười. Thật ra em không đi làm thì anh nuôi hai mẹ con cũng đâu có vấn đề gì. Tô Dao ngồi xuống cạnh Tô Thư, lau dầu ăn dính trên khóe miệng cô bé, cất giọng nhỏ nhẹ. Em cũng muốn tìm cho mình một con đường để lui. Cố Nguyên sững người, không đợi anh kịp nói, Tô Dao đã ngẩng đầu nhìn anh. Lẽ nào anh muốn em ở nhà ăn ngủ béo múp như một con sâu gạo sao? Ngày nào đó anh bỏ rơi em sẽ tìm ai để khóc đây? Cố Nguyên nhìn Tô Dao hồi lâu, ánh mắt bỗng trở nên âu yếm nhẹ nhàng. Dao Dao, anh không muốn em cảm thấy mình không có nhà để nương tựa. Tô Dao ôm con gái Tô Thư vào lòng, ngẩng đầu cười. Em biết. Ăn cơm tối xong, Cố Nguyên dỗ Tô Thư chơi một lúc, tắm cho con rồi cho con đi ngủ. Đi chơi cả một ngày dài, Tô Thư ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ. Cố Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa, ngoái đầu nhìn lại. Tô Dao đã thu dọn xong mọi thứ và ngồi xem tivi ở phòng khách. Anh bước ngập ngừng tiến tới ngồi xuống bên cô. Bên đó họ nói thế nào? Nói là em ở nhà đợi khoảng một tuần, nếu nhận vào thì họ sẽ thông báo cho em. Tô Dao chuyển đi chuyển lại kênh tivi. Hôm nay giám khảo phỏng vấn hỏi em câu cuối cùng rất kỳ cục. Hỏi cô Tô, có phải là họ đôi hay không? Sao? Cố Nguyên dựa người vào ghế, vòng tay sau đầu nhìn Tô Dao. Có phải là người quen của em không? Nếu là người quen thì khả năng thành công sẽ rất cao. Chắc là không phải đâu. Trong đầu Tô Dao chợt vang vọng giọng nói quen thuộc đã khiến cho cô khó thở, tim bắt đầu thắt lại. Cô vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đang hiện lên ở trong đầu. Ở thành phố này em cũng có người quen. Tô Dao ngẩn người. Em nhìn không rõ người đó trông như thế nào. Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn Tô Dao, cười cười. Em không đeo kính à? Tô Dao cười bẽn lẽn. Đợi công việc ổn định, em tìm một căn hộ nào đó rồi đưa Tô Thư đi. Cô nhìn Cố Nguyên với chút ngại ngùng. Thời gian này lại làm phiền anh giúp giấu chuyện gia đình. Tạm thời anh đừng để họ biết chuyện chúng ta ly hôn nhé. Ừ. Cố Nguyên ậm ừ đáp lại. Ý của anh là trước khi em quyết định nói cho gia đình biết việc chúng ta ly hôn thì tốt nhất nên cùng với Tô Thư ở lại chỗ anh, tiện cho việc chăm sóc hơn. Tô Dao gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh. Cố Nguyên mỉm cười pha chút miễn cưỡng. Dao Dao, em nhất thiết phải trở nên xa lạ với anh thế ư? Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, chớp chớp mắt tinh nghịch. Em sợ anh ly hôn với em xong lại ân hận, lại thấy không nỡ rời xa em. Cố Nguyên cười, khẽ vuốt mái tóc dài buông mượt sau lưng của Tô Dao, giọng trầm xuống. Em nói vậy, anh thực sự cảm thấy có chút hối hận. Cử chỉ của Cố Nguyên khiến cho Tô Dao sững người. Anh dường như không phát giác được hành động của mình, để mặc cho những lọn tóc mềm xuôn qua kẽ tay. Cố Nguyên ngước nhìn lên. Dao Dao, em nói như vậy khiến anh nghĩ rằng em đang oán trách. Từ trước đến giờ anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ nên có giữa vợ chồng. Khuôn mặt Tô Dao thoáng ửng hồng. Ban đầu chỉ là trêu đùa, chủ đề cuộc nói chuyện sao lại đưa đẩy tới chỗ kỳ cục như vậy? Cố Nguyên nhìn Tô Dao, ôm trọn gương mặt ửng hồng vào tận sâu trong đáy mắt.
cô vừa tắm xong, những lọn tóc xoăn buông xõa trên vai. Làn hơi ẩm, mướt, sau khi tắm còn đọng lại. Không gian tràn ngập, hơi nước phả ra từ buồng tắm và mùi thơm nhẹ nhẹ từ dầu gội trên tóc của Tô Dao hòa quyện với hơi nóng của thân thể cô. Và làn da mềm mại, tất cả tạo nên một hương vị quyến rũ riêng của cô. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Dao, tay anh dần dần siết chặt lại. Em có xem TV không? Tô Dao đột nhiên nghiêng đầu, đón nhìn ánh mắt của Cố Nguyên, dường như ngợp thở bởi cái nhìn chăm chú của anh. Tim cô đập nhanh hơn. Cố Nguyên là một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cao ráo, từ anh toát ra vẻ lịch lãm. Anh tạo cho người xung quanh cảm giác nhẹ nhàng, âu yếm. Anh lúc này với anh thường ngày có gì đó khác nhau, khiến cho cô có cảm giác nguy hiểm. Cố Nguyên nắm lấy chiếc điều khiển từ tay Tô Dao. Từ ngón tay anh nắm chiếc điều khiển không tránh khỏi chạm vào những ngón tay của Tô Dao. Những va chạm thường ngày giữa hai người như thế này không ít, nhưng không diễn ra trong không khí ấm áp và nhạy cảm như thế này. Tay Cố Nguyên khẽ chững lại. Anh giật lấy chiếc điều khiển về phía mình, rời ánh mắt nhìn từ người Tô Dao sang TV, giọng lạnh băng. Ừ, anh muốn xem thời sự, em đi ngủ trước đi. Anh cũng đi nghỉ sớm đi. Gương mặt Tô Dao ửng hồng, cô cúi đầu bước người qua Cố Nguyên, đi vào phòng của con gái. Nghe tiếng cửa khép lại, Cố Nguyên khẽ thở ra một tiếng, quăng chiếc điều khiển sang một bên, vuốt mặt nằm ngửa trên sofa, phảng phất trong không khí dường như vẫn còn đâu đây hương thơm của Tô Dao. Cố Nguyên đưa tay ôm lấy mặt mình, khẽ buông một câu mắng nhẹ, không biết là đang mắng ai. Chương 2. Muốn giữ em lại bên mình. Chưa cần đợi đến một tuần, ngày thứ hai thì Tô Dao đã nhận được thư tuyển dụng của công ty, yêu cầu cô ngày hôm sau nữa đến nhận việc. Tô Dao rất vui để chúc mừng cho việc cô được nhận vào làm. Tối hôm đó cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Cũng bởi vừa chuyển tới Nam Thành, Tô Dao còn rất nhiều việc vẫn chưa ổn định được. Cố Nguyên tới đây trước một năm. Căn hộ là do anh mua lại rồi tu sửa. Tô Dao và Cố Nguyên đã ly hôn. Hộ khẩu của cô và Tô Thư vẫn chưa có nơi để tách. Nếu Tô Dao tìm được việc thì mới có địa chỉ để làm hộ khẩu và nhận hồ sơ. Vì vậy đây là một việc rất gấp. Cố Nguyên là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm. Sau khi đến Nam Thành, anh mở một văn phòng riêng. Ý của anh lúc đầu là để Tô Dao tới văn phòng làm việc, nhưng Tô Dao không đồng ý. Cô không muốn quá dựa dẫm vào đàn ông, cho dù là Cố Nguyên cũng không. Hơn nữa, tự mình tìm một công việc cũng có nghĩa là mở ra quan hệ xã hội của chính mình tại thành phố xa lạ này, không phải lúc nào cũng gắn lấy Cố Nguyên. Trong 6 năm kết hôn, hai người luôn ở trong tình trạng xa nhau nhiều hơn là sum họp. Cố Nguyên giống như một cơn gió, hễ đi là đi hơn nửa năm mới về. Qua những bức ảnh mà anh chụp có thể thấy không nơi nào là không có bước chân của anh. Từ nơi phồn hoa như New York, tới nơi hoang dã như là rừng rậm châu Phi, thậm chí tới cả thảo nguyên, Australia, đỉnh núi Himalaya đều có bước chân anh qua. Năm trước, Cố Nguyên tới Nam Thành. Ban đầu anh chỉ định đi qua, không ngờ lại mua nhà và mở văn phòng ở đây, chuẩn bị an cư. Thế rồi Tô Dao cảm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn tắt nước theo mưa, quyết định tới Nam Thành sinh sống cùng với Cố Nguyên, đưa theo con gái nhỏ Tô Thư tới nơi này. Tô Dao đồng ý rời xa gia đình, huống hồ Nam Thành cách thành phố mà hai người sinh sống không xa. Nếu lái xe thì chỉ hơn 4 tiếng là tới. Ngày lễ ngày Tết về thăm nhà, thăm họ hàng người thân rất thuận tiện. Điều quan trọng là sống ở đây sẽ tránh được sự xét nét từ gia đình, có thể dễ dàng giấu gia đình việc ly hôn với Cố Nguyên để mọi người không can thiệp quá sâu. Buổi tối khi Cố Nguyên về nhà, Tô Dao đang vừa xào rau vừa hát ở trong bếp. Tô Thư thì đang ngồi trên thảm nhà xem phim hoạt hình, kiều vui vẻ và xoái xám. Căn phòng tràn ngập bầu không khí an lành và hạnh phúc. Thấy ba về, Tô Thư vứt bỏ đồ chơi ở trên tay, nhào về phía ba. Cố Nguyên giang tay đón lấy con, xoay một vòng trong không trung, khiến cho Tô Thư cười khanh khách. Chúng ta xem mẹ đang nấu món ngon gì nào. Cố Nguyên bế Tô Thư nhẹ bước vào cửa nhà bếp. Nhìn nét mặt của Tô Dao, anh nói, hôm nay trông em rất vui. Anh đoán xem. Tô Dao quay lại cười với Cố Nguyên, hô hô chiếc muỗng xào trong tay. Em đã được nhận vào làm việc rồi. Lợi hại, Cố Nguyên cười. Vừa đến chưa được một tuần, thế mà đã mở ra một vùng đất cho riêng mình rồi. Thực là phụ nữ thời đại mới, năng động và thích ứng giỏi. Thôi được rồi, đừng cười em nữa. Tô Dao cầm bát đũa đi ra ngoài. Đợi lát nữa điện thoại cho ba mẹ, kể cho mọi người nghe về tình hình của chúng ta ở đây. Ngày mai em đi công ty nhận việc, phải gửi hộ khẩu, hồ sơ.
À đúng rồi, em nhờ một dì đến giúp việc. Ngày mai anh đưa Tô Thư tới văn phòng của anh nhé. Em nhờ dì ấy đến trực tiếp chỗ anh. Anh xem nếu được, anh quyết định. Anh nhớ là để dì ấy đi kiểm tra sức khỏe và thông tin lý lịch nhé. Ừ. Cố Nguyên ôm Tô Thư ngồi xuống bàn ăn. Ngày mai Tô Thư đi chụp ảnh với ba, có vui không? Vui ạ. Tô Thư xoay người muốn xuống. Cố Nguyên đặt con bé ngồi xuống ghế để mặc nó thỏ tay bốc đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn Tô Giao, ngày mai em chính thức đi làm à? Dự tính là đến nhận việc thì chắc là chính thức đi làm luôn. Chúng mình xem chọn trường mẫu giáo cho con trong mấy ngày này đi anh. Em nghe người ta nói trường mẫu giáo song ngữ ở cạnh khu chúng ta dạy rất tốt, chút nữa chúng ta qua đó xem nhé. Ừ, Cố Nguyên không phản đối. Em đi làm cũng bận, đừng vội vàng về nhà nấu ăn nữa. Bảo gì giúp việc làm là được rồi. Còn tan trường anh sẽ đi đón. Em cứ đi làm chăm chỉ, đừng lo lắng gì nhiều. Vâng. Tô Giao cười với Cố Nguyên, làm anh khổ quá. Sau khi ăn xong, theo thường lệ Cố Nguyên trông con, còn Tô Giao thì thu dọn. Tô Tư và ba ngồi ở thảm phòng khách chơi xếp hình. Tô Giao làm xong phần việc của mình rồi đi vào phòng đọc sách, xem xét lại những tài liệu liên quan tới công ty mà ban ngày đã tìm kiếm được. Mải mê đọc, bất giác đã 10 giờ. Phải đến khi Cố Nguyên đẩy cửa thư phòng, Tô Giao mới giật mình, gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi. Tô Thư ngủ rồi à anh? Ừ. Cố Nguyên dựa người đứng ở cửa. Ánh đèn từ phòng khách chiếu vào anh, hắt xuống nền nhà, chiếc bóng thật dài. Cố Nguyên tiến lên một bước rồi đóng cửa lại. Tô Giao đeo kính, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình. Đêm đã khuya rồi, em đừng đọc quá nhiều tài liệu nữa. Nhìn nhiều quá thị lực sẽ yếu đi. Em bị cận như thế chưa đủ hay sao? Cố Nguyên bước lên trước, gỡ chiếc kính trên mặt của Tô Giao xuống. Tô Giao làm động tác ngăn lại thì bị Cố Nguyên đẩy nhẹ ra. Cử chỉ của anh rất tự nhiên, khiến cho Tô Giao phút chốc trở nên bối rối. Kính bị tháo xuống, với ánh sáng yếu ớt trong phòng, Tô Giao cố nhìn cũng không rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Tô Giao cười, đôi chút gượng gạo. Em tìm ít tài liệu để đọc, chuẩn bị càng đầy đủ thì sẽ càng có khả năng kiểm soát tình hình. Ừ. Cố Nguyên lên tiếng đáp lại, giọng của anh đột nhiên trở nên rất gần, dường như vang lên từ lòng ngực, mang theo âm trầm, nhẹ nhẹ. Tô Giao cảm giác như hình dáng của Cố Nguyên trước mặt mình trở nên to lớn hơn. Cô lùi lại để tránh ra. Nhưng sau lưng là chiếc ghế tựa ngăn lại khiến cô không thể lùi được nữa. Hai tay của Cố Nguyên nắm lấy, hai tay nắm của thành ghế, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cử chỉ và dáng điệu của anh khiến cho những sợi tóc trước trán rủ xuống. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, khoảng tối sáng che khuất mắt anh, cả gương mặt anh chìm trong bóng tối mờ ảo. Cố Nguyên nở nụ cười nơi khóe môi, nhưng cô không nhìn rõ. Khuôn mặt cô tỏ ra hoảng hốt khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Giao Giao, anh phát hiện lần này quay lại, em dường như rất sợ anh. Thế ư? Tô Giao cố gắng kiềm chế để không run lên. Hai tay nắm chặt lấy miếng đệm bên dưới mà không hề hay biết cử chỉ của mình đã lọt vào mắt của anh. Cố Nguyên cười, cũng là tiếng cười trầm đục ấy, dường như vang vọng ra từ lòng ngực của anh. Anh biết em ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Em đã nghĩ gì, lẽ nào anh không nhận ra sao? Cố Nguyên nhìn kỹ gương mặt của Tô Giao. Ánh mắt anh quét qua mắt cô, chiếc mũi nhỏ thanh tú, sau đó dừng lại trên đôi môi cô. Môi của Tô Giao hơi cong lên. Môi cô không được sự đầy đặn, nhưng cho người khác cảm giác giống như một bông hoa với màu môi mọng ướt. Ít hầu Cố Nguyên khẽ chuyển động. Em buồn ngủ rồi. Tô Giao lên tiếng, không thể cảm giác được cử chỉ của người đối diện khiến cô vô cùng bối rối. Đừng cử động. Tiếng anh vọng từ trên đầu xuống. Tiếng anh có uy lực gì đó khiến cho cô không thể phản kháng. Vậy là cô nghe lời anh, ngồi yên không động đậy. Cảm giác tim đập thổn thức một lần nữa quay lại. Tô Giao cảm thấy mình dường như là có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hai tai cô căng lên, hết sức. Hơi thở của anh thật gần. Tô Giao ngước đầu nhìn sát vào Cố Nguyên. Cô dường như thấy anh nở một nụ cười thỏa mãn. Tô Giao giật mình. Khoảng cách giữa hai người phải gần đến nhường nào thì cô mới có thể nhìn rõ nét mặt anh khi không mang kính. Cố Nguyên khẽ cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Tô Giao, cất giọng thì thầm. Em buồn ngủ rồi thì đi nghỉ sớm đi. Ngày mai là ngày đầu tiên tới nhận việc, phải thật thoải mái. Vâng. Tô Giao ngồi yên không cử động. Cử chỉ của Cố Nguyên hơi chững lại, làn da dưới môi mềm ấm,
Sức nóng của cơ thể và hơi thở ấy của cô như đang khiêu khích với lý trí của anh. Cố Nguyên hít thật sâu, đứng thẳng người, nhích sang bên. Như một con cún con kẹo huých huých vào vai Tô Dao. Đi ngủ đi, để máy tính anh dùng. Tô Dao cúi đầu, không nhìn Cố Nguyên, rảo bước. Tiến nhanh tới cửa, nhưng lại va mạnh vào cửa. Cô kêu lên, ai ra. Một tiếng, ôm đầu lùi lại vài bước. Đằng sau vang lên tiếng cười của Cố Nguyên. Cố Nguyên lại gần nhẹ nhàng đỡ Tô Dao đang bị ngã dưới đất, nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ bàn tay của Nguyên chuyển sang cô, nhẹ nhẹ xoa lên chỗ đau trên trán cô. Giọng anh cố nén tiếng cười. Cửa để va thì không ra được đâu, em phải mở cửa trước đã. Tô Dao ngượng ngùng giơ tay muốn đẩy Cố Nguyên ra xa, nhưng tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, cử chỉ đó đột nhiên bị chặn lại. Anh đứng chắn toàn bộ ánh sáng trong căn phòng, cô càng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Huống hồ anh còn giơ cánh tay vừa xoa trán cho cô lên che mắt cô lại. Sau đó cô cảm nhận được hơi thở của anh. Không phải là ảo giác, cô nghĩ là cô biết anh muốn làm gì lúc này. Hơi thở cháy bỏng cả gian phòng. Cô không phải là một thiếu nữ chưa từng trải, chỉ là không nghĩ rằng giữa anh và cô có thể xảy ra điều đó. Bởi vì nhiều năm sống cùng nhau khiến cho họ nảy sinh tình cảm. Hay là anh nảy sinh ảo giác nào đó với cô trong khoảnh khắc này? Hay đây là sự kích động sinh lý bình thường của một người đàn ông? Cô bất giác lùi lại nửa bước. Nhưng sau lưng là cánh cửa lớn, kiên cố, cô không còn đường nào khác nữa để lùi. Giữa họ dường như không có giới hạn như những đôi nam nữ thông thường. Một phần là vì cùng sống với nhau từ bé, tình cảm nhiều năm khiến họ bớt đi phần xa lạ. Một phần là vì tình cảm vợ chồng với nhau hơn 6 năm trời, nên những cử chỉ gần gũi thân thiết hơn tình bạn. Nhưng chưa đến mức độ thân thiết như hai vợ chồng là điều không hiếm gặp. Thế nhưng trường hợp này lại khác. Tô Dao dường như nghe rõ từng nhịp tim của Cố Nguyên đan xen vào những nhịp tim hoảng loạn trong cô. Cô thấy tay mình dường như ù đi. Mèo con ngốc. Tiếng anh thì thầm bên tai cô, rồi đột nhiên anh rút bàn tay đang bịt mắt cô lại. Giọng tỉnh bơ như không. Mắt mà không nhìn thấy gì thì coi như chẳng có ý nghĩa gì cả. Dứt khoát phải bịt mắt em lại, khiến cho em phải lần đường để đi. Anh lùi lại vài bước. Ngọn lửa uy hiếp người khác toát ra từ anh cũng lùi dần. Tô Dao thở phào nhẹ nhõm. Cố đè nén trái tim đang đập loạn nhịp, xoay người mở mạnh cánh cửa. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào khiến cho cô chấn tĩnh lại. Ánh sáng phá vỡ bóng tối bao trùm, làm tan đi hơi ấm vương vấn cả hai trong khoảnh khắc ấy. Tô Dao chợt dừng bước chân vội vã như đang chạy trốn của mình, như nghĩ ra điều gì đó bèn quay trở lại. Đúng rồi, em đã gọi điện về cho bố mẹ. Mẹ em nói cuối tuần này không có việc gì, nên mẹ và bố cùng bố mẹ của anh sẽ tới thăm xem chúng ta ăn ở ra sao. Cố Nguyên ừ một tiếng đáp lại một cách hờ hững rồi bước tới bàn, ngồi xuống, không ngước lên nhìn cô. Biết rồi. Tô Dao không dám chần chừ, vội bước ra khỏi thư phòng, khép cửa lại. Cô cảm giác như trái tim mình vẫn đang đập rất mạnh, hai chân như nhũn ra. Cô tựa người vào cửa, đứng lại hồi lâu, đầu óc trở nên trống rỗng. Phải một lúc sau cô mới lấy lại được tinh thần, vội tiến về phía phòng của bé Tô Thư. Tô Dao đi rồi, trong thư phòng Cố Nguyên uể oải, mở đi lật lại những tập file trong máy tính, định tìm một bộ phim nào đó để xem cho bớt tâm trạng. Đầu ngón tay dường như vẫn còn ở đâu đó hơi ấm và làn hương tỏa ra từ làn da cô. Cố Nguyên mân mê ngón tay, dường như vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ấy. Nếu vừa rồi anh làm gì đó giữa hai người, liệu có thể phá bỏ được khoảng cách như bây giờ hay không? Cô sẽ nghĩ như thế nào? Hay cô vẫn chỉ coi anh là một người anh quen thuộc như từ trước đến nay cô vẫn làm vậy? Nếu anh hôn cô, liệu cô có hoang mang, hoảng sợ rồi bỏ chạy hay không? Anh nhớ lại nét bối rối trong cô vừa rồi. Tấm thân khẽ run lên ấy khiến cho lý trí của anh gần như tan vỡ. Anh đã cố gắng không làm gì mạo muội khi chưa thể nắm chắc trong tay điều gì. Anh không muốn dọa cô. Anh hiểu rất rõ cá tính của cô. Anh không hy vọng cô sẽ vì sợ quá mà bỏ chạy. Cố Nguyên lơ đễnh tìm kiếm trong máy tính. Anh chẳng tìm thấy bộ phim nào, nhưng lại nhìn thấy bức hình anh và Tô Dao chụp khi kết hôn năm nào. Hôn lễ của Cố Nguyên và Tô Dao được tổ chức rất long trọng. Cố Nguyên châm thuốc, anh rít từng hơi nhẹ nhẹ. Tô Dao cười bẽn lẽn, bình yên tựa vào anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 6 năm rồi. Cố Nguyên đứng dậy mở cửa sổ, làn gió đêm lạnh buốt tràn vào phòng, thổi tấm mảnh treo cửa lay động như những đợt sóng. Cố Nguyên quay trở lại chỗ ngồi, trầm ngâm xem lại những bức hình náo nhiệt ấy. Bên tai dường như vang lên tiếng nhạc khi đó, đấy chính là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cô và anh.
Thế nhưng trái tim anh khi đó vẫn luôn ám ảnh người phụ nữ trước mặt và hôn lễ đó không thuộc về mình. Cố Nguyên và Tô Giao là đôi thanh mai trúc mã. Cố Nguyên lớn hơn Tô Giao 5 tuổi. Hai nhà Cố Nguyên và Tô Giao là thâm giao lâu năm. Vì vậy ngay từ bé, Cố Nguyên giống như một người anh trai luôn bảo vệ Tô Giao bé nhỏ. Cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi, anh đi học đại học. Cố Nguyên đam mê nhiếp ảnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh không giống như các bạn khác của mình là tìm một công việc ổn định mà bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Lúc đó anh còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi lý tưởng, xông pha cuộc sống một thời gian thì bị gia đình anh cắt chi viện tài chính. Không có nguồn thu nhập, lúc đó Cố Nguyên mới hiểu ra rằng lý tưởng cũng cần có sự hỗ trợ từ vật chất hiện thực. Anh bắt đầu đi tìm việc. Một người chưa có kinh nghiệm đến bất kể nơi nào cũng gặp rào cản khó khăn. Để duy trì cuộc sống, anh không thể không làm thêm các công việc bán thời gian khác nhau trước khi có được một công việc chính thức. Thế nhưng với thu nhập eo hẹp, đến tiền thuê nhà cũng không đủ, chứ chưa nói đến tiền ăn ngày ba bữa. Lúc này vô tình anh gặp lại người anh em đang làm ăn buôn bán và kéo anh vào tham gia góp vốn làm ăn chung. Cố Nguyên tin tưởng người anh em này, tìm người bạn thân để vay tiền đầu tư mà không đắn đo nhiều. Nào ngờ người anh em này là một kẻ lừa đảo, đẩy Cố Nguyên với danh nghĩa là cổ đông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Chưa bắt đầu đã bị rơi xuống hố, trên vai mang một món nợ khổng lồ. Điều đó khiến cho Cố Nguyên, một người luôn cao ngạo, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những mối quan hệ của mình nữa. Lòng tự tôn lại không cho phép anh để những người thân phải đứng ra gánh nợ thay mình, nên khi đó mỗi ngày của anh đều là xoay tiền hoa cả mắt chóng cả mặt. Một mặt phải trốn chủ nợ, một mặt phải lùng sục mọi nơi tìm kiếm tung tích kẻ lừa đảo. Trong hoàn cảnh ấy, Tết năm đó Cố Nguyên trở về nhà. Lúc đó anh không còn cách nào khác là quay trở về nhà. Nơi đây chỉ ít cũng là nơi duy nhất để anh an tâm nghỉ ngơi một thời gian. Năm đó Tô Giao vừa tốt nghiệp, đi làm được nửa năm. Anh trong tâm trạng buồn bề chán nản, gặp cô cũng trong cảnh ngộ ấy. Tô Giao mang bầu. Tô Giao xem anh như anh ruột, nói cho anh biết mình đã mang thai, nhưng không chịu kể chi tiết cho anh nghe, chỉ nói rằng mình muốn tìm cách nào đó để giữ đứa con lại. Cố Nguyên mang một gánh nặng lâu như vậy, lại gặp Tô Giao cũng coi như gặp được một người để bộc bạch. Anh kể cho cô nghe những năm tháng lưu lạc và một loạt những đen đủi đã đến với anh. Ban đầu nói để nói thôi, Cố Nguyên không nghĩ nhiều. Nào ngờ tối 30, ăn cơm tất niên xong, Tô Giao kéo anh lên sân thượng, bàn với anh về việc kết hôn giữa hai người. Lúc đầu Cố Nguyên không khỏi kinh ngạc khi nghe lời đề nghị của Tô Giao. Sau đó anh bình tĩnh nghe cô phân tích, cảm thấy đây là một biện pháp tốt để giải quyết khó khăn cho cả hai. Tô Giao muốn đứa bé có một danh phận chính thức, có bầu trước khi kết hôn, chưa nói đến việc gia đình nổi tiếng, gia giáo khắt khe như là gia đình của Tô Giao sẽ nổi giận như thế nào. Cứ coi như cô đã trải qua cửa ải này, nhưng còn giấy khai sinh, hộ khẩu, cô kiên quyết đòi giữ đứa bé lại. Nhưng nếu vậy thì bắt buộc phải có biện pháp giải quyết những vấn đề này. Cố Nguyên giống như một người anh ruột, cho cô cảm giác hoàn toàn tin cậy. Còn Cố Nguyên thì sao? Anh bây giờ đang cần tiền. Hai nhà họ Cố và họ Tô vốn là những gia đình có điều kiện kinh tế tại Bình Thành. Những mối quan hệ trong nhiều năm giống như một cây cổ thụ bám rễ sâu trong lòng đất. Nếu hai người kết hôn, riêng tiền mừng thu được trong đám cưới đã là một khoản đáng kể. Đó là chưa kể đến khoản hồi môn của gia đình Tô Giao và khoản tiền mừng cưới của gia đình Cố Nguyên. Có được khoản tiền này, Cố Nguyên có thể trả được hết món nợ từ trên trời rơi xuống. Một cuộc hôn nhân hai bên cùng có lợi khiến cho hai người cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Và như vậy, vừa qua Tết, hai người bèn nói chuyện thẳng thắn với gia đình về việc kết hôn. Bố mẹ hai bên mặc dù hơi bất ngờ nhưng vô cùng mừng rỡ. Thế là mùng 1 tháng 5 năm đó, hai người tổ chức đám cưới vô cùng đình đám. Cuối tháng 12, Tô Thư được sinh ra đủ tháng đủ ngày. Mặc dù năm sinh tháng đẻ của đứa trẻ rõ ràng không đúng, nhưng hai người đã kết hôn. Người lớn của hai gia đình mắt nhắm mắt mở cho qua những việc hai đứa làm trước hôn nhân, đắm chìm trong niềm vui chào đón đứa cháu đầu tiên. Cố Nguyên trả hết nợ cùng với sự giúp đỡ của gia đình. Công việc làm ăn của anh ngày một thuận lợi, dần dà đã đi vào quỹ đạo. Cuộc sống được đảm bảo, Cố Nguyên lại tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình và dần dần anh đã có chút tên tuổi trong làng nhiếp ảnh. Sau vài năm, cha của Cố Nguyên nghỉ hưu. Cố Nguyên giao lại việc kinh doanh cho cha quản lý, còn mình thì dành toàn bộ tâm huyết cho nhiếp ảnh. Lúc này gia đình không phản đối kịch liệt niềm đam mê của anh nữa. Tô Giao thì ủng hộ Cố Nguyên một cách vô điều kiện. Bố mẹ hai bên còn biết nói gì hơn. Thế là Cố Nguyên tự do bay nhảy khắp nơi, cho đến khi dừng lại tại Nam Thành. Theo ước định ban đầu,
Hai người sau khi đã qua cửa ải khó khăn lúc đầu và ổn định trở lại, bèn bí mật ly hôn. Thuốc đã cháy hết, đốm lửa trên tay sáng lên rồi lịm tắt. Cố Nguyên rụi đầu, điếu thuốc, ngẩng đầu dựa vào ghế. Anh đã phải mất một thời gian dài mới nghĩ thông suốt chuyện giữa anh và Tô Dao. Cho đến khi ngồi một mình, nhìn giấy ly hôn lưu lạc ở Nam Thành rất lâu, anh mới biết. Tô Dao đối với anh không phải là một cô em gái đơn thuần như trước đây nữa. Lẽ nào người đàn ông chỉ biết những thứ mình từng có là quý báu sau khi đã thực sự mất đi? Cố Nguyên cười một mình, khẽ thở dài, giơ tay chạm vào khuôn mặt Tô Dao đang mỉm cười trong màn hình máy tính. Thật may, điều anh hiểu ra không phải là quá muộn, có lẽ là còn kịp. Vì vậy anh đón cô và Tô Thư tới Nam Thành để hai người sống bên cạnh mình, để cô dần dần đón nhận anh. Mặc dù Tô Dao có tình cảm sâu sắc thế nào với quá khứ của mình, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, điều quan trọng là anh hiểu rất rõ. Bên cạnh cô, ngoài anh ra không còn một người đàn ông nào khác. Dù cô có trải qua những gì, dù thân thế của Tô Thư ra sao, anh cũng không quan tâm. Anh bây giờ chỉ muốn đưa người vợ trước của mình trở thành người phụ nữ anh yêu. Vì vậy anh cố gắng nhẫn nại. Cố Nguyên buông tay, hít một hơi thật dài. Dù sao đã ở cùng một mái nhà, rồi sẽ có cơ hội thích hợp để anh bày tỏ tình cảm của mình với cô.